Năm 2024, huyện Thủ Thừa có 152 thanh niên lên đường nhập ngũ, phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam và Công an Nhân dân, đạt 100% chỉ tiêu tỉnh giao, trong đó có 27 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân. Địa phương có 15 thanh niên trình độ đại học, 38 thanh niên trình độ cao đẳng, 25 thanh niên có trình độ trung cấp, số còn lại từ lớp 10 trở lên. Có 5 thanh niên được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu động viên các tân binh trước khi lên đường nhập ngũ, ông Đinh Văn Sáu, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thủ Thừa, biểu dương các tân binh đã nghiêm chỉnh chấp hành lệnh gọi nhập ngũ và tin tưởng rằng trong môi trường quân đội, các em sẽ trưởng thành, chấp hành kỷ luật quân đội, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.